Hôm bữa chị nhớ cái clip mà phụ nữ Việt Nam không? Tôi làm gì vậy ông xã của em đó. Cái gì vậy trời, trời ban lưu duyên đó. Mình chỉ tưởng là phụ nữ Việt Nam đỉnh cao thôi. Ai về làm con trai Việt Nam không kém. Clip của cô này phải đọc ở dưới bình luận mới thấy đàn ông Việt Nam á không kém. Háo hức, háo hức. Phụ nữ tới đâu, đàn ông tới đó. Nè, cô này nè, cô đang gì nè. Ê, dễ thương quá vậy? Cô quay lại đai ly của cậu vậy thôi. Cô quay đai ly của nhảy thôi, mà cô đeo vàng, đầy tay. Đúng rồi, miền Tây là phải vậy. Được. Làm gì khó câu vậy bà xã của anh. Tìm, sao chứ tìm. Mà vô bà xã của anh, ngọt sớm. Cái vàng cỡ đó, bà xã là chuyện bình thường. Ai lại cho nàng thiếu nữ 18 đi xe một mình thế này. Thật nguy hiểm chấm than. Người ta rất là cưng. Ô kìa, ai lại cho nàng thiếu nữ 18 đi xe một mình thế này. Thật nguy hiểm. Đó. Mà thấy hai cái tay trong xi men đó, nó kêu nàng liền. Cái gì vậy mẹ, con gái cũng chen vô. Con gái cũng phải chen vô, không có để đàn ông mà một mình một cõi mà làm lộng hành được. Gì vậy mẹ, mẹ chồng. Cái thằng đó hút cô đó, nó hút con trai của cô, chen đúng chỗ đúng nơi quy định. Đúng tuổi. Gì vậy mẹ? Mẹ của các con mẹ anh. Nhẹ thôi. Anh Kha tinh tế. Mẹ của các con anh có nghĩa là đã chấp nhận luôn rồi, chấp nhận gia đình nhỏ, yêu là phải chấp nhận. Tát chứ nào, tao đọc cái đó, đó tập ha. Ê, bực ta. Dù có hơi sai chính tả, nhưng mà anh này tinh tế. Đâu? Coi clip xong thấy bảo luôn, bảo bối của anh. Nhưng mà bảo là bảo sai chính tả, nhưng mà nghe bảo hay. Có nghĩa là trong người á, bảo tố bập bùm luôn. Nhưng mà không phải gu cô này đâu, cô này không gu này. Con gái cũng tham gia anh này. Mình ở gần nhà chị này, chị mới tròn 17 tuổi thôi. Ê, mấy đứa bình luận vậy, bà phát cho mỗi đứa cái dòng xem em. Gần nhà mà chị này mới tròn 17 tuổi thôi. Mình gần nhà chị này, mình có người quen là chị này. Mẹ của mình là bạn của chị này hay cái gì đó. Check uy tín. Chiếc xe này tên là gì vậy? Sao lại có điêu thuyền đứng kia bên? Hay quá vậy. Nhưng mà ví người ta với điêu thuyền. Đi xe nè. Điêu thuyền á là quậy được cái tâm quốc diễn nghĩa tại vì nhan sắc. Nè, nhưng mà sẽ có cái kiểu mà hỏi á, sao lại có điêu thuyền đứng kia bên? Mà chiếc xe này tên gì để hỏi. Đặt vấn đề nhỏ để ra vấn đề lớn. Chiếc xe tên gì vậy? Sao lại có điêu thuyền kế bên? Duy Khang nha. Hay quá. Điêu thuyền á là gọi là bế nguyệt cũng đó. Bế nguyệt là bản kinh không? Tứ đại mỹ nhân Trung Quốc người ta gọi là trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa. Tại vì á, cái người đó đẹp rạng rỡ hơn cả ánh trăng. Lắm ác ánh trăng. Sao mấy cái từ đó hay vậy? Và... bạn Duy Khang này sướng với cô này nhất nãy giờ. Duy Khang đang top 1. Ủa cô gì? Bạn cô này. Cô không có cái dòng xi men đâu hết. Bạn xin nữ. 17 tuổi thôi. Ờ mấy người 16 tuổi là đi được xe máy rồi hả mấy bạn? Cưng bá luôn. Người ta chỉ để một cái câu hỏi thắc mắc nhỏ để ra một cái vấn đề lớn. Đúng nhấn mạnh chữ 16 tuổi. Cua ai hết á. Cái cách á lạc mềm buộc chặt. Dùng con gà, dùng cái tay. Nó nhò nữa hả mày? Là nó dùng cái này để nói cái kia. Hiểu không? Ủa em làm vậy mà không khó coi hả? Coi ngày cưới anh. Anh chàng này. Không, nhưng mà anh này á, anh này không chủ động. Anh phải cưới em, chứ đừng có để em cưới ảnh. Ảnh sẽ là đô lại, tôm hờ cho cô quyết định. Đúng. Cô là nóc nhà. Cô là không có dòng xi men rồi. Cô gái đó. Tôi đã có một vườn hoa ở đây rồi. Ê. Hoa. Hoa đủ nước hoa luôn. Sao có cái lá vàng? Thật sự. Tại vì cô đó xế chiều rồi. Ơ chết cha. Em ráng trên nửa kia ơi. Mất cái dòng xi men nè. Kìa mẹ ơi con nè. Em á. Giọt. Vô. Kìa mẹ ơi con nè. Ba cái mặt trái tim. Cũng xinh nè. Nhớ này cho được 2-3 dòng rồi đó. Làm gì vậy cô dâu của anh? Kìa. Ngọt quá. Hoàng Khang mê chocolate. Ngọt nhưng mà được một cái là không có ai cần. Biết tại sao ngọt không? Tại vì mê chocolate. con rất lệ của mẹ nè, mẹ nhớ không chứ con nhớ mẹ lắm. Mà ra tim nữa. Nếu mà không có dòng xi men á. Biết là mẹ em. Nếu mà không có dòng xi men á, không nhớ. Đặc điểm nhận dạng của mẹ. Tại vì lúc đó đi lạc á là cô gái đó đeo dòng xi men. Nó bây giờ nhìn dòng xi men mới nhớ, nghe cái tiếng lắc cái leng keng á, ký ức ùa về mới nhớ. À, đấy là mẹ mình rồi. Đúng rồi. Em cũng vậy á. Đúng rồi. Có mấy cái dòng xi men nè. Mà quy hồi tiền kiếp luôn. Hồi kiếp trước chia cho cô ổ bánh mì. Mà chia có được ổ. Ý là kiếp trước á có còng. Mà chia cô bánh mì à. Ôi, đang đọc truyện mà thắc mắc không biết công chúa biến đi đâu. Hóa ra là ở đây. Nhưng mà cổ ta là bước ra từ trong chuyện đó. Hay á, con này cũng hay cỡ điêu huyền hải. Cục vàng của anh lại đây. Gì? Cục vàng của anh lại vậy nữa rồi. Ê, giờ này mấy bạn hay nói kiểu này nè. Câu này hay quá. Em lại vậy nữa rồi, bảo bối của anh. 3 phần bất lực mà 7 phần luôn chiều á. Cục vàng của anh lại vậy nữa rồi. Mà kiểu là yêu nhau lâu lắm rồi nè. Lại vậy nữa rồi. Phải tát ông tím vô cho ông đọc vậy. Cái này mới cười. Ê, mấy mắt không tự đọc tự cười đi kêu người ta đọc. Mấy ba đọc mình á không có chịu nổi. Mình còn không thích mình bằng người ta thích mình đâu. nhiều lúc mình giải thích á mình thấy lãng nhắc à. Đúng rồi. Mà người ta cũng thấy vui. Kệ đi. Nhiều khi mình chẳng vui. Trách tôi đã quên không đóng cuốn truyện cổ tích lại để công chúa chạy ra đây quay TikTok rồi. Hay hơn nãy luôn. Nhưng mà nè, trách tôi nè. Tôi đã quên không đóng cuốn truyện cổ tích lại để công chúa chạy ra đây quay TikTok rồi. Quên đóng hay quá, cái đó hay quá. Công chúa xé sách chạy ra đứng quay. Nhưng mà mấy cái này nha, bên Trung Quốc comment hay lắm. Mấy trên cái ý tưởng của bên Trung nó comment đó. Nhà không có người lớn à, mà để con gái hả mới lớn ở nhà một mình vậy trời. Chấm bà cho chấm hỏi. Ngủ đi con gái vậy mà không có dinh dưỡng. Nào cô bé, đừng đi đường một mình mà không có anh bảo vệ. Kìa. Lại cưng nữa rồi. Không gia trưởng kìa. Vậy là nếu mà ngày nào mình không có nó đó là bé đó phải ở nhà hả suốt. Trời quyến rũ của những cô nàng váy trắng. Thấy không trời. Và ba cái đây là Bắc hay Nam vậy mọi người, sao học sinh lại không mặc đồng phục thế? Học sinh nữa rồi. Cái cách mà anh ta dẫn cái vấn đề vô hay rất là hay. Nó có một sự nghiêm nhưng mà nó là ẩn chứa một cái sự khen ở trong đó. Trời ơi.
Chị này nhảy nghệ quá, em muốn kết nghĩa làm em gái của chị. Hay quá, em muốn kết nghĩa. Hay quá vậy? Hai một dòng xem em cái là muốn kết nghĩa liền. Má này chắc lên mạng một ngày kết nghĩa 10 người quá trời đi. Không, ai vào. Nói thiệt với anh chị nha. Mẹ em á. Cô là mẹ em đó, em quay cho cô đó. Em quay cho mẹ em mà. Không, nhưng mà không, em không đáng tin tại vì đó là mẹ anh mà. Nó tới nữa rồi đó, tới rồi đó. Không phải, hồi xưa á là lúc đó mẹ anh nó còn khó khăn, mẹ anh mới bỏ anh trước cổng á. Bà Vân bây giờ bán bánh xèo đó, mới thấy thường lùm về nuôi. Chỉ là gì thôi, bây giờ gọi là gì Vân bánh xèo thôi. Mẹ. Cổ luôn. Mẹ háo biết đi thị phi mà. Chị gái mình nè, chị Hà. Anh ba. Chị Hà. Chị Hà. Chị ơi. Anh ba. Anh ba. Út à. Bây giờ ông năm 93 á. Mẹ của mình á, để chị ra. Mẹ ơi, như chưa hẹn cuộc chia ly nè. Hai ba nhé. Mẹ. Rồi, vậy nha. À, bây giờ tụi mình sẽ tắt máy để liên hệ với mẹ. Vậy biết ông mà giờ vào cũng là cha mình luôn. Bà là mẹ không chứ là cha. Đủ gia đình rồi. Đi nhận gia đình thôi. Bye bye. Bye bye. Chuẩn bị làm thiếu gia. Tắt máy đi, sẵn sàng đi nha. Đưa tay nhấc chân cái đàng hoàng. Làm thiếu gia đi sao? Đưa tay nhấc